tại vì là Tiền là người duy nhất trong đoàn được hôn lên cái miệng đấy. Tiền mới biết thôi chứ còn người còn lại sao biết được vì sao. Ngọc thích nhất cái ngực cuốn. Mình đã vừa hoàn thành xong thử thách này. Bây giờ thì có một vài câu hỏi nhanh thôi. Chúng ta sẽ cùng trả lời. Câu hỏi đầu tiên đó chính là: thích điểm nào trên gương mặt hoặc là cơ thể của người kế bên? Mỗi người sẽ tự chuyển từ đây chuyển qua. Chiều cao. Chiều cao. Đẹp. Đẹp. Ủa đẹp gương mặt mà trên điểm nào trên gương mặt mà không chỉ chung được thích một gương mặt hoặc là cơ thể? Cái miệng hả? Miệng sao thích cái miệng của em vậy? Miệng sao thì giải thích ra. Sao thích cái miệng? Nhìn cái miệng là muốn hôn miệng sao? Nó rất là duyên. Tại vì là Tiền là người duy nhất trong đoàn được hôn lên cái miệng đấy. Tiền mới biết thôi chứ còn người còn lại sao biết được vì sao? Có cái gì ở trên cái đấy mình đâu nếm được đâu biết. Không, cái miệng này rất là duyên khi mà hát hay là khi mà nói cái gì mọi người đều rất là thích đúng không? Mọi người đều... Không, anh nghĩ là... Duyên mà, không có lời khi mà hôn thì nó khác. Tiền nói ra là Tiền thích cái miệng của Jun. Mà sao giờ lại được chuyển qua thích miệng của Ngọc không biết. Bây giờ lên sóng livestream mà. Tiền xong mình đổi chiều này được không? Đổi chiều đi rồi. Tiếp tục qua cái kia. Chùm râu của anh ta. Chùm râu. Chùm râu cạo hết trơn rồi. Anh em. Nhưng mà xanh nè thấy chưa? Của chú chó. Không, là anh thấy đôi mắt. Mắt nâu. Mắt rất là đáp tình. Chứ không phải là bần tráng hả? Cái mắt hồ. Rồi. Không, thực ra cái mắt nhân là... anh là quay ngược lại, quay ngược lại. Không, bây giờ mình từ tròn đi chứ có lỡ người đấy mình không thích. Rồi ok rồi, anh từ tròn nha. Từ qua anh chọn ai? Chọn Tiền với chọn ai nữa mày. Thích cái gì à? Tiền đúng không? Đúng. Thích tóc. Búi. Tóc khi nào cao? mấy phân người Tiền chiều cao mấy phân chắc cũng là phải năm phân không năm phân chứ là mười phân cao bằng cái đôi giày đo đi Tiền á là có chiều cao Tường là bao nhiêu rồi? Tiền cao một mét tám mươi lăm đôi giày 5 phân nữa là mấy chín không giày Tiền không mang giày đồn Tiền không mang giày đồn Tiền đang nộn đấy đang cái giày này cái dáng nó như vậy chứ cái góc nó từ đâu tóc người phân là 2 mét ý anh nói là bây giờ cộng thêm này cỡ 3 phân đi đúng chưa mét tóc 5 phân nữa là 8 phân 1m85 là thành 1m93 rồi chứ làm Tiền đội cái mấn tới rồi cái mấn này nhỏ rồi tiếp tục anh Nam. Jun thì anh ấn tượng là luôn xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh. Ờ, nhưng mà anh thích cái là thích chỗ nào thì cho nó như thế là nói chung đã. Rồi. Đã. Và đẹp nhất là cái bông tai. Cái bông tai. Đẹp nhất là nói chung là anh làm sao anh cứ thích đôi mắt à? Ai nào cũng thích cái gì gần gái sao nhìn vô cái là phải biết cái gì đâu. Ai anh cũng thích đôi mắt hết. Rồi. Nhìn mắt. Rồi, hợp lý. Mắt của Trinh Vũ đẹp. Rồi, mắt anh Bảo Nhân cũng đẹp. Rồi, để tiếp tục. Hồi nãy Nam nói vậy mà. Đúng. Rồi, bây giờ tiếp tục. Đấy. Ngọc. Ngọc sẽ chọn anh Nhân. Ngọc thích nhất cái ngực của anh. Hèn gì khi nào mình cũng bị bà sao cơ. Tại sao? Tại sao thích cái ngực của anh Nhân? Ngọc thích tất cả các loại ngực. Tiền là bì nhất. Là sao là gì? Anh có bao nhiêu cái hình Ngọc sàm sỡ cái ngực của Tiền. Ngọc đi ăn đồ nướng Ngọc hay ăn nấm đúng rồi. Đúng rồi, Ngọc cũng thích ăn Ngọc cũng niềm đam mê bất tận. Ngọc rất là thích ăn vú. Nấm. Nói gì? Ngực. Nấm. Ngọc rất là thích ăn nấm. Nhìn vô đây Ngọc sẽ nhìn phần một. Nấm trước. Tức là muốn ăn đó, muốn ăn. Nhưng mà mình thấy là ai cũng rất là vạm vỡ nè. Để dùng anh Nhân nó không thấy đâu. Vậy mình phải đi tìm hiểu. Rồi chưa thấy nên phải đi tìm. Được. Tìm rồi xong là hiểu rồi đúng không? Rồi bây giờ tiếp tục tới Tiền. Ai đây? Thôi, Ngọc rồi. Ngọc rồi bây giờ tới ai? Anh biết Tiền thích cái gì Jun rồi Tiền nói anh rồi. Thôi mà Tiền tự nói đi. Cái nét đi anh, cái nét. Tiền thích cái nét của Jun hả? Cái nét. Không, cái nét của Jun thì chưa biết nhiều. Rất là thích cái lưng của Jun luôn, có thấy hay đụng. Đúng rồi, đi ngang như vợ, sơ. Đến nỗi mà dùng cái ly nước lạnh á, mà tự dưng sao vừa lắm bị
đó là những cái hành động muốn gây chú ý. Câu trả lời đã có. Lưng sao cứ bóp cái lưng người ta. Ủa vậy cái lưng của Ngọc không thích hả? Cái lưng của Ngọc cũng đẹp mà. Ngọc thì phần trước cũ rồi, không có sao. Ngọc cái gì đó mới mẻ hơn. Hiểu rồi. Rồi bây giờ Chuyên Vũ. Em thích cặp chân chị Ngọc. Thích cặp chân chị Ngọc. Rất là thẳng mà thon. Em nhìn ai là em sẽ nhìn chân đầu tiên. Vậy đó hả? Nhưng mà em nhìn chân con gái em không nhìn chân con trai. Giờ em lúc nãy em kêu thích chân tiền cao chân đó. Em thích chiều cao, cao em không thích chân tiền, chiều cao thôi. Muốn sở hữu cái chiều cao của tiền nhưng mà cái chân cũng không. Cặp chân của tiền cũng đẹp mà. Rồi. Một mấy 85 mà. Rồi, cảm ơn mọi người. Bây giờ mình tiếp tục nha.